chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi đi đến Thái Hồ, nhà hàng Thái Hồ. Theo hư đi 604. Có thể ăn bánh cuốn. Chúa nhìn thấy bánh cuốn. Nhưng mà nghe nói bánh cuốn là cho nhon, gyoza, omochi nên rất thú vị. Hồi hộp quá. Bánh cuốn được yêu cầu của các bạn. Cảm ơn mọi người. Cái này bánh cuốn. Bánh cuốn thịt heo. Đặc trưng là bên ngoài mày nên là ngon trong ngon. Omochi là truyền thống món ăn của Nhật Bản. Khi người ăn món ăn này tôi muốn nhảy vì là rất thích mà chưa nó con thứ chỉ một đĩa cho tôi, nhưng mà nên tôi ăn 3 đĩa chắc là vui ra không. Chắc là người Nhật Bản là rất bánh cuốn nên tôi muốn giới thiệu bánh cuốn cho người Nhật Bản. Tôi phải cố gắng mỗi khán giả cũng giới thiệu món ăn bán hàng cho nước ngoài.